được sự thắng, xin cho các thiền được an nghỉ trong gia quyến cả thảy. Sa thủ lành thai, chuyên ngự trên hư không rõ thâm, mọi thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Văn kinh chí của sa la cấm mạng cách thất bằng kỳ ri văn.